Cho anh xin ít kinh nghiệm đi làm shipper. What? Sao tự dưng lại quan tâm đến nghề cũ của em? Quan tâm gì đâu. Anh muốn đi làm một thời gian xem thế nào. Anh không làm bốc sinh nữa à? Nghề đấy hay mà. Thì nó vẫn hay mà. Nhưng mà đi xin việc chả ai nhận cả. Khả năng có hạn à? Với lại ở nhà chơi mãi chán lắm. Ai đời đàn ông sức dài vai rộng lại ở nhà tiêu tiền của vợ. Không được. Thế thì hèn thật. Nhưng mà anh không hèn chưa. Nhưng mà làm shipper vất lắm. Anh không làm được đâu. Nhưng sao? Mà trước đây anh tốt nghiệp trường gì nhỉ? Anh tốt nghiệp cấp 3 bổ túc. Thế làm shipper cũng hợp lý. Nói chung cái nghề này cũng được. Thứ nhất, anh chủ động được thời gian này. Thứ hai, tiền tươi tóc thật. Đi quốc nào ăn tiền quốc đấy, nhanh gọn lẹ. Nói khó ấy, thì cũng không khó, dễ cũng không dễ. Cẩn thận ấy, khéo bị lừa thôi. Đi làm shipper bị lừa? Đương nhiên. Ôi thằng bị lừa cho sấp mặt đấy. Ngồi mà nghe chị chỉ giáo đây này. Từ từ. Anh ghi vào. Thứ nhất, nhận hàng thì phải check hàng, kiểm tra hàng đầy đủ, không bể vỡ gì. Cẩn thận, nếu không sẽ bị vào tù vì tội vận chuyển hàng cấm. Thân thân chưa? Thứ hai, như trên. Thứ ba, vẫn thế. Hết chưa? Hết rồi. Số điện thoại mối quen của em giao lại cho anh. Bây giờ anh chỉ cần đọc pass bạn của Phanh là ok. Chào mừng Du về với đội shipper chuyên nghiệp. Yeah! Chào. Yes. Con đến tặng bố bánh sinh nhật này. Nhật ai? Bố. 2 tháng nữa cơ mà, mày bị ngáo à? Thì con tặng trước 2 tháng ấy. Con rể cưng thì phải biết đi tóc đón đầu chứ. Trời ơi, ông nói là tôi nổi hết cả da gà, da vịt, kinh bỏ mẹ. Bố không thích à? Thế con đi về đây. Đấy, thích, nhưng mà thôi, lần sau mà sinh nhật thì mày tặng bố thùng bia. Tặng cái này bánh miếc xến bỏ mẹ. 2 tháng sau con lại tặng bố tiếp. Rồi, thì tí tao cắt bánh mẹ mày ra, tao cắt bánh cả nhà ăn. Mẹ con ở đây à? Đang nhà vệ sinh kìa. Rồi con chạy trước đây. Rồi. Ông à? Ờ. Tôi vừa nghe thấy giọng thằng Du ở đây mà. Ờ, nó đến tặng bánh sinh nhật. Sinh nhật ai? Sinh nhật tôi chứ sinh nhật ai nữa. 2 tháng nữa mới sinh nhật ông cơ mà. Thế con rể của bà nó chắc là có vấn đề về trí nhớ. Hai là bị hâm. Con rể tặng thì vợ chồng mình nhận. Ông ơi, hai vợ chồng ra đây xong rồi cắt bánh sinh nhật thì thổi nến thì chúc mừng sinh nhật nhau đi. Thôi thì thôi. Yeah. Để tôi live stream nhá. Cái gì? Tôi live stream. Lại live stream à? Ừ. Trời. Ông. Mở. Đấy, ra từ từ. Từ từ khoai sẽ nhừ. Từ từ để tôi bật đấy. Đấy. Ôi, cái bánh này nó thế nào nhỉ? Hello cả nhà ơi, nhìn này, bánh của con rể tặng. Bà mừng sinh nhật bé heo 7 tuổi. Thế thì quán. Ở trong này lấy nhầm bánh à?